Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lũ trên các sông dâng lên nhanh. Mưa lũ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống giao thông và đời sống của người dân các địa phương trong tỉnh. Ngay trong ngày hôm nay, phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã có mặt tại các địa phương để phản ánh tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra. Khoảng 2 giờ sáng nay tại xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch đã xảy ra một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn, làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân. Theo thống kê ban đầu, lốc xoáy đã làm tốc mái 30 ngôi nhà của người dân ở thôn Bắc Lộc. Rất may là không có thiệt hại về người. Ngoài ra, trận dông lốc còn khiến cho nhiều cây cối, hoa màu của người dân bị gãy đổ, bật gốc. Hiện nay, huyện Bố Trạch và xã Vạn Trạch đang khẩn trương chỉ đạo lực lượng dân quân tại chỗ đến hiện trường giúp người dân lợp lại mái nhà, thu dọn đồ đạc và bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân. Tại huyện Quảng Ninh, mưa lũ làm chia cắt 9 xã, hàng nghìn nhà dân bị ngập sâu trong nước. Điểm trường mầm non ở thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh bị tốc mái làm một người chết. Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Quảng Ninh chỉ đạo các địa phương chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ để có phương án ứng phó kịp thời, đồng thời hướng dẫn giúp đỡ các hộ gia đình ngập lụt thu dọn đồ đạc đến nơi cao hơn. Đối với những điểm nước lũ chảy xiết, tổ chức lực lượng túc trực nghiêm cấm người dân qua lại. Tại huyện Tuyên Hóa, do ảnh hưởng của mưa lũ, nước trên sông Danh dâng nhanh, chảy xiết đã gây sạt lở mái ta luy dương nên đường tại km 456 000 đến km 456 090, nằm cách ga Lạc Sơn hơn 1 km về phía bắc, làm chia cắt tuyến đường sắt Bắc Nam. Trước tình hình trên, Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình đã kịp thời điều động 170 cán bộ công nhân ở các đơn vị trực thuộc tiếp cận địa bàn và tập trung khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn chạy tàu. Tại xã Phong Hóa, nhiều tuyến đường đã bị ngập sâu, toàn bộ hoa màu có nguy cơ mất trắng. Để ứng phó với mưa lũ, người dân đã chủ động chăn nẻo nhà cửa, di dời tài sản đến nơi an toàn. Được cái sự thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão của Ủy ban nhân dân xã Phong Hóa, thì chúng tôi cùng lấy những cái thông tin lẫn nhau và chủ động đưa hàng hóa sơ tán lên vùng cao để tránh thất thoát. Chúng tôi đã chỉ đạo cho các cái tổ ở các thôn xóm là động viên tất cả người dân, hướng dẫn cho bà con nhân dân kéo neo đầu các cái lồng cá vào khu vực trú ẩn. Hai nữa là không được cho bất cứ người nào ra sông để vớt củi hoặc là làm các cái việc khác. Hiện thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa đã bị cô lập hoàn toàn. Tất cả các trường học trên địa bàn xã đã đồng loạt cho học sinh nghỉ học từ chiều ngày 14 tháng 10. Hiện nay là xã cũng đang chỉ đạo là tuyên truyền cho bà con nhân dân thực hiện cái phương châm bốn tại chỗ. Còn xã đây thành thân bán chỉ đạo đưa cử các cán bộ công an quân sự với các lực lượng của xã là về trực tiếp tại thôn để giúp bà con nhân dân phòng chống cơn lũ. Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn huyện Tuyên Hóa, đến thời điểm này, toàn huyện có 425 ngôi nhà bị ngập lụt, 194 hộ bị cô lập, tập trung ở xã Cao Quảng và Châu Hóa. Lũ quét xảy ra ở xã Đức Hóa làm 34 hộ dân bị ảnh hưởng. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn huyện đã tiến hành di rời khẩn cấp 287 hộ dân ở hai xã Hương Hóa và Châu Hóa đến khu vực an toàn. Tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, người dân vẫn đang khẩn trương thực hiện mọi biện pháp để ứng phó với mưa lũ. Gia đình cũng chuẩn bị đồ đoàn chuyển các cái vật dụng của mình dùng hàng ngày là chuyển lên trên tá nữa rồi. Còn bò mẹ là chuyển đi những cái tủ cáo vì có những nhà là họ có đủ một cái cục mốc cáo để cho trâu bò lớn đâu ở. Ngoài túc trực 24/24 giờ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Quảng Hải đã chỉ đạo người dân các thôn có địa hình thấp trũng kịp thời sơ tán đến những địa điểm cao như Ủy ban nhân dân xã, các trường học trên địa bàn. Ban xã đã chỉ đạo các tiểu ban phòng chống lụt bão các thôn đã triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân dân đưa những vật dụng liên quan đến tài sản rồi đồ dùng để đơn cao để chuẩn bị cho phòng chống thiên tai có thể là mưa lũ có thể là xảy ra. Cho nên là các thôn và các tiểu ban có triển khai. Rồi trách nhiệm các tiểu ban thì là tập trung tuyên truyền. Nói chung là bây giờ là cái công tác phòng chống là bà con dân đã có chủ động. Mưa lớn cũng đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Hiện nay thị xã Ba Đồn đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương về tận cơ sở để bám nắm địa bàn, sẵn sàng ứng phó khi có lũ lớn xảy ra.
Còn tại huyện Quảng Trạch, mưa lớn đã làm hơn 40 hộ dân ở xã Phù Hòa và một số hộ dân ở xã Quảng Thanh, xã Quảng Trường bị ngập trong nước lũ. Thôn Phú Nhuận, xã Cảnh Hóa với 94 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú sạt lở bờ biển khoảng 200 mét. Ngay trong chiều ngày 14 tháng 10, huyện Quảng Trạch đã chỉ đạo cho học sinh một số trường học trên địa bàn nghỉ học. Tất cả các vị trí trong ban chỉ huy phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn của huyện thì hiện nay đã triển khai về tại cơ sở. Thì với tinh thần là phương châm bốn tại chỗ, chỉ đạo cái ban chỉ đạo tìm kiếm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các xã chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn của mình và chủ động phòng để mà phòng chống. Và cái thứ hai á là tập trung lưu ý cho đối với các cái xã là ven sông ven biển như Cảnh Hóa, rồi Phù Hóa, Quảng Thanh, Quảng Trường ven sông Danh và các xã ven biển, rồi các xã là ven sông Ròn và một số cái vùng của các xã dưới cái hạ lưu và các hồ đập, chú ý là với cái tinh thần là tập trung để đảm bảo là cho phòng chống và cảnh báo cho người dân cái vấn đề là phòng chống và tổ chức là di dân ở các cái vùng thấp trũng mà có cái nguy cơ ngập lụt, rồi phòng chống nhà cửa, di dời tài sản từ cái nơi thấp lên nơi cao. Hiện nay mưa lớn vẫn đang tiếp tục kéo dài, nước ở các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt là rất cao. Vì vậy, chính quyền địa phương thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch đang tiếp tục trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tại thành phố Đồng Hới, mưa lớn đã làm nước hồ Phú Vinh dâng cao, buộc trạm thủy nông Phú Vinh phải xả lũ. Mực nước đê Lũy Thầy đã lên đến hơn 30 cm, có nguy cơ tràn đê. Bầu luồng ở xã Lộc Ninh đang trong quá trình thi công cũng gặp phải sự cố phá tràn. Mưa lớn kéo dài và xả lũ ở hồ Phú Vinh đã gây ngập lụt một số tuyến đường chính trong nội thành như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Hữu Cảnh, Hữu Nghị, Lê Lợi. Có nơi nước dâng cao lên đến 50-60 cm và đã gây khó khăn, ách tắc đối với người và phương tiện tham gia giao thông. Nhiều trường hợp phải nhờ đến sự trợ giúp của xe cứu hộ giao thông. Nước lũ đầu nguồn tràn về đã làm ngập sâu tổ dân phố 9 phường Đồng Sơn, thôn Thuận Ninh, Thuận Phong, xã Thuận Đức. Hiện lực lượng địa phương đã triển khai di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Ngoài ra, trên tuyến đường Quang Trung đoạn đi qua thôn Phú Thường, phường Phú Hải, một số hộ dân do nhà thấp hơn so với mặt đường nên đã xảy ra ngập lụt và có nguy cơ nước sẽ dâng cao. Trước tình hình đó, lãnh đạo thành phố Đồng Hới đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo các địa phương triển khai các phương án phòng chống lụt bão, huy động lực lượng tại chỗ, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Mưa lớn cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa bị cô lập. Các trường học trên địa bàn cũng đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em. Cũng trong sáng nay, xã Tân Hóa đã có một người mất tích do lũ cuốn trôi. Nạn nhân là ông Thái Xuân Năng, 62 tuổi, ở thôn 3 Yên Thọ, xã Tân Hóa. Xã Tân Hóa đã huy động lực lượng công an, quân sự để tìm kiếm, nhưng đến chiều nay vẫn chưa tìm thấy. Hiện nay xã đã huy động thuyền bè, cá nhân và của tập thể thuyền máy và tất cả các lực lượng. Đồng thời, Ủy ban huyện đã hỗ trợ thêm một thuyền để tìm cứu xác. Và đến bây giờ là nguy cơ mất xác rất là lớn bởi vì nước xuống rất là mạnh và sâu. Và Ủy ban xã hiện nay đã có chủ trương được khuyến cáo. Nơi qua đó là Ủy ban đã bố trí một đồng hang và để hỗ trợ cho người chèo đò qua lại để dân đi lại. Không bảo nhân không được qua lại cái nơi nước chảy rất chết. Và hiện nay nguy cơ ngập lụt của xã Tân Hóa là rất lớn. Tại bản Ca Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, nước lũ cũng đã cuốn trôi một người dân vào sáng nay. Hiện lực lượng biên phòng phối hợp với người dân bản tìm kiếm nạn nhân. Cùng tại xã Thương Hóa, mưa lớn cũng đã làm gần 50 nhà dân của thôn Phủ Nhiêu bị ngập. Tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn đi qua thôn Phủ Nhiêu và bản Phủ Minh cũng ngập sâu trong nước từ chiều hôm qua, làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Thưa quý vị, tôi đang đứng tại thôn Phú Minh của xã Thương Hóa. Thì cái đoạn đường này thì nước đã dâng cao do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên là hiện tại là mực nước là dâng cao. Theo khảo sát thì cái đoạn đường này đã bị ngập hơn 3 km và độ sâu của nó là ngập đã hơn 3 mét. Và tại đây thì tại bản Phú Minh và ở thôn Phú Nhiêu này thì đã có hơn trên 50 người nhà dân đã bị ngập. Và hiện nay thì các lực lượng cứu hộ phối hợp với biên phòng, lực lượng dân quân, công an của xã cũng như các lực lượng đang trực tiếp cho đo đến ở các hộ dân để cứu trợ, cứu người và tài sản cho nhân dân.
Để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện đi lại, hạt quản lý đường bộ Minh Hóa phối hợp với lực lượng công an, biên phòng tiến hành phân luồng giao thông, đặt biển báo tại những vùng bị ngập lụt chia cắt, phân công lực lượng giúp đỡ người dân khi cần thiết. Chúng tôi là đơn vị của đơn vị quản lý đã triển khai các lực lượng để đảm bảo giao thông, rào chắn và đã có phối hợp với bên thanh tra của chi cục quản lý đường bộ 2, rồi ban an toàn giao thông của huyện Minh Hóa và ban an toàn giao thông của tỉnh Quảng Bình đã bố trí đảm bảo giao thông và phân luồng giao thông từ xa để cho người và phương tiện không qua, không đi vào nơi nguy hiểm. Trước tình hình khi nước bị chia cắt như vậy thì bằng các phương tiện được huyện cấp bố trí trên địa bàn của xã thì hiện tại bây giờ thì xã đã bố trí và vào trong khu vực chia cắt ở thôn Phú Nhiêu là hai chữ đò thì để cho đội kiểm tra và cán bộ phục vụ để kiểm tra đời sống và kiểm tra công tác lũ lụt của tại thôn Phú Nhiêu. Và tại chỗ ba bản thì hiện tại cũng nước đã ngập chỗ hung trâu rất sâu, cho nên xã cũng đã cử chuyển vào trong đó một cái đò để phục vụ đi lại trong việc ứng phó trong lũ lụt. Lãnh đạo huyện Minh Hóa cũng đã về tại các địa phương để chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, trước mắt đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, khẩn trương di dời dân ở những vùng trũng đến nơi an toàn, đồng thời có phương án để ổn định cuộc sống người dân khi mưa lũ kéo dài. Có mặt tại huyện Minh Hóa, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn ông Đinh Hữu Niên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Minh Hóa, trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, về công tác chỉ đạo ứng phó và phương án khắc phục thiệt hại. Thưa đồng chí, thì được biết trong ngày hôm nay trên địa bàn huyện Minh Hóa xuất hiện mưa rất lớn trên diện rộng và đã có địa phương bị chia cắt. Vậy thì xin đồng chí cho biết là công tác cứu hộ cứu nạn đã được triển khai như thế nào? Tình hình mưa lụt trên địa bàn huyện Minh Hóa nói riêng và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung thì đã được cảnh báo từ trước, và từ đêm hôm qua đến ngày hôm nay thì lượng mưa trên địa bàn là liên tục mưa với lượng mưa rất lớn và đã ngập lụt ở các xã Tân Hóa, Minh Hóa, Thường Hóa và chia cắt một số vùng. Đặc biệt đường Hồ Chí Minh đã bị chia cắt hoàn toàn. Hiện tại thì phương tiện để đưa xuống các xã là có đò máy, và riêng ở huyện thì đã có bo quân sự và công an đã đưa xuống ở hai xã lụt lụt ngập sâu nhất, đó là Tân Hóa và Minh Hóa. Còn trên Thường Hóa thì có đồn biên phòng cũng đã có triển khai, và Dân Hóa thì có đồn biên phòng cách Cha Lo cũng đã triển khai cùng về nằm tại bản để giúp nhân dân. Đối với những cái nạn nhân hiện bị lũ cuốn trôi, hiện nay thì ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu của Nam huyện đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng triển khai công tác tìm kiếm như thế nào? Đến tại thời điểm lúc 15 giờ 30 ngày hôm nay thì trên địa bàn huyện Minh Hóa đã có hai người dân đã bị cuốn trôi, đó là một người ở Tân Hóa và một người ở Hòa Hợp nhưng bị cuốn trôi trên địa bàn xã Dân Hóa. Và hiện nay là ở phía Dân Hóa thì chúng tôi đã chỉ đạo đồn biên phòng và xã lực lượng dân quân xã Dân Hóa đang tìm kiếm, và ở Tân Hóa thì chúng tôi đã chỉ đạo là huy động lực lượng quân sự và công an huyện cùng phối hợp với xã là để mà tìm kiếm nhưng chưa tìm được. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện Minh Hóa đã có những chỉ đạo như thế nào để triển khai công tác phòng ngừa dịch bệnh sau thiên tai? Chúng tôi đã có cái phương án và họp trong ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện và đã triển khai giao nhiệm vụ này cho trung tâm y tế dự phòng huyện và các trạm y tế các xã cũng như bệnh viện huyện Minh Hóa đã chuẩn bị một cơ số thuốc để sẵn sàng ứng cứu cho nhân dân trong lúc mưa lũ, và đặc biệt là cái công tác xử lý môi trường sau lũ lụt. Thì hiện nay thì cái số các dụng cụ có thể để khử trùng sau mưa khi lũ lụt là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Trong cái đợt mưa lũ lớn như thế này thì chúng tôi cũng cố gắng hết sức và huy động toàn hệ thống chính trị cả từ huyện đến xã để tập trung giúp dân, và cũng hy vọng là hạn chế thấp nhất những cái thiệt hại có thể xảy ra. Xin cảm ơn ông. Trước những diễn biến khó lường của tình hình mưa lũ, ngay trong ngày hôm nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp có mặt ở các địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó. Chiều nay, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Lệ Thủy. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lệ Thủy, trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã có hàng ngàn hộ dân bị ngập lụt, đặc biệt tại xóm Dung, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy đã xảy ra một trận lốc xoáy làm 4 người bị thương, 7 nhà bị tốc mái hoàn toàn và 8 nhà khác bị tốc mái một phần, 5 cột điện bị sập, một số diện tích hoa màu bị thiệt hại, hàng trăm cây trồng lâu năm của người dân bị gãy đổ. Ngay sau khi nhận được tin báo, cấp ủy chính quyền địa phương xã Sơn Thủy và huyện Lệ Thủy đã huy động lực lượng khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả, trong đó tập trung cứu chữa cho người bị thương.
ưu tiên lợp lại mái nhà và dọn dẹp cây cối bị đổ ngã. Sau khi trực tiếp đi thị sát tình hình, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe của những người bị thương do lốc xoáy và chia sẻ về những khó khăn của người dân do mưa lũ gây ra. Để chủ động phòng tránh và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương phải nắm chắc tình hình, khẩn trương thống kê ra soát thiệt hại để tỉnh có chính sách hỗ trợ kịp thời. Trước hết là tránh những thiệt hại về người và sau đó là về tài sản và đảm bảo ổn định đời sống cho người dân. Ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương là huy động các cái nguồn lực tại chỗ để trước mắt là khắc phục những cái hậu quả, những cái nơi mà có là giống lốc rồi là nhà cửa bị là tốc mái rồi ổn định đời sống cho bà con. Ủy ban tỉnh đề nghị là các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi cái diễn biến thời tiết trong cái thời gian gần để là chủ động chỉ đạo và trước hết là làm sao đó cho bà con nâng cao được cái ý thức tự bảo vệ cái tính mạng của mình, làm sao đó trong quá trình sản xuất rồi là lưu thông qua lại là hết sức cảnh giác để tránh những cái thiệt hại đáng tiếc nhất là về người xảy ra, và sau đó là sớm ổn định các cái hoạt động sau lũ để đảm bảo cái đời sống của bà con và tình hình trật tự trị an cũng giống như những cái vấn đề ổn định dân sinh, rồi làm cho và động viên tinh thần kịp thời cho các cái gia đình bị thiệt hại để là nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và cả chính quyền các cấp trong khi những cái lúc mà hoàn nạn thiên tai. Như vậy, do mưa lũ trong ngày 14 tháng 10, Quảng Bình đã có 3 người chết, 3 người bị thương. Hàng ngàn nhà dân và các trường học bị tốc mái và ngập sâu trong nước, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Ngay trong ngày 14 tháng 10, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, động viên thăm hỏi tình hình sức khỏe những người bị thương, đồng thời yêu cầu các địa phương nắm chắc tình hình mưa lũ, khẩn trương di dời dân ở những vùng thấp trũng đến những nơi an toàn, có phương án để ổn định cuộc sống cho người dân khi mưa lũ kéo dài. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin lũ khẩn cấp trên các sông tỉnh Quảng Bình. Trong 2 ngày qua, từ 1 giờ ngày 13 tháng 10 đến 16 giờ ngày 14 tháng 10, khu vực Quảng Bình có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 250 đến 400 mm, một số nơi lớn hơn 400 mm như Mai Hóa 539 mm, Minh Hóa 434 mm. Hiện nay lũ trên các sông ở Quảng Bình đang lên nhanh, mực nước lúc 16 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2016 như sau. Trên sông Rào Nầy tại Đồng Tâm 14,91 m, dưới báo động 3 1,09 m. Trên sông Danh tại Mai Hóa 6,37 m, dưới báo động 3 0,13 m. Trên sông Kiến Giang tại Kiến Giang 8,70 m, trên báo động 1 0,70 m. Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,34 m, trên báo động 2 0,14 m. Trên sông Nhật Lệ tại Hàm Ninh 2,44 m, trên sông Son tại Quảng Minh 2,80 m. Dự báo đêm nay mực nước trên các sông tiếp tục lên, trên sông Danh tại Mai Hóa có khả năng đạt 8,2 m, trên báo động 3 1,7 m. Trên sông Kiến Giang lũ đang xuống chậm, đề phòng đêm nay có khả năng lũ lên lại. Trên sông Son tại Quảng Minh Chợ Mới đạt 3,3 m, thấp hơn lũ năm 2010 0,6 m. Đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Để tiếp tục chủ động đối phó với các tình huống mưa lũ, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công điện yêu cầu các sở ban ngành địa phương thực hiện nghiêm công điện số 27 CDTU ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Công điện số 28 CDTU ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công điện số 21 CDUBND ngày 12 tháng 10 năm 2016, công điện số 22 CDUBND ngày 13 tháng 10 năm 2016 và Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có công điện số 72 CDVPTT hồi 11 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2016 gửi các sở ngành các địa phương triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tập trung thực hiện thêm một số nội dung sau. 1. Phân công cụ thể cán bộ trực tiếp chỉ đạo các xã, các thôn bản, đặc biệt là những vùng thường xuyên bị chia cắt, những vùng thường bị ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở lũ quét, chỉ đạo dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết khác cho nhân dân các vùng có nguy cơ bị chia cắt, vùng ngập sâu, vùng xa có đồng bào dân tộc sinh sống và các vùng dân cư khác.
để phòng bị chia cắt lâu dài. Tập trung lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động đối phó và khắc phục hậu quả. 2. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã phường, thị trấn cử người canh gác các khu vực ngầm, tràn, đò ngang. Cương quyết không cho người và phương tiện đi qua những khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm vớt củi trong lũ lụt, nắm thông tin người dân đang còn ở trong rừng, yêu cầu ra khỏi rừng hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn để phòng lũ quét và sạt lở đất. 3. Ra soát phương án chuẩn bị chủ động tổ chức sơ tán nhân dân vùng cửa sông, ven biển, nhà ở không đảm bảo an toàn, đặc biệt là sơ tán nhân dân các vùng ven biển, vùng có khả năng ngập do nước biển dâng cao, tới các nhà công trình kiên cố cách bờ biển 500 mét. Vùng thường xuyên ngập lụt sâu và có nguy cơ cao về lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn. 4. Cử lãnh đạo trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến lũ lụt, sẵn sàng chỉ đạo đối phó, đồng thời cử người, lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, dân quân và chỉ đạo các xã thôn bản, tổ chức lực lượng thường trực canh gác 24/24 giờ ở những điểm nguy hiểm trong thời gian xảy ra lũ để quản lý việc đi lại, làm ăn của nhân dân và có thông báo, cảnh báo, báo động kịp thời trong trường hợp có biến cố bất thường, nguy hiểm xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, ngăn chặn các hoạt động tàu thuyền đánh bắt thủy sản trên sông hồ, các bến đò không đảm bảo an toàn khi lũ về. Tuyệt đối khi xảy ra bão lũ không để dân ở các lều chòi canh giữ nuôi trồng thủy sản, thủy công giữa các vùng đông bị ngập lụt, có biện pháp nhắc nhở bảo vệ đảm bảo an toàn cho trẻ em ở những vùng thường ngập lụt, kiên quyết không để xảy ra chết vì đói rét người khi có bão lũ. 5. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã huy động mọi lực lượng phương tiện trên địa bàn để giúp đỡ động viên hướng dẫn nhân dân khắc phục thiệt hại, dừng lại nhà cửa, cây cối, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có người bị chết, bị thương, gia đình chính sách, gia đình bị thiệt hại nặng trong lũ lụt. Trước mắt, trích kinh phí của huyện để thăm hỏi động viên hỗ trợ theo quy định, khắc phục công trình nước sạch, cả công trình giao thông thủy lợi, công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống. Động viên bà con hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn nạn, tổ chức cứu trợ kịp thời lương thực, thực phẩm, nước sạch sinh hoạt và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân vùng bị lũ quét, ngập lũ, chia cắt. 5. Các sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị ngay cả biện pháp xử lý môi trường, phun thuốc tiêu độc khử trùng, xử lý nước sinh hoạt, cung cấp thuốc chữa bệnh, hóa chất xử lý, hướng dẫn nhân dân vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh bùng phát ở người, gia súc, gia cầm. 6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí lực lượng để giúp dân khắc phục hậu quả và tìm kiếm cứu nạn. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Minh Ngân, hết nội dung công điện. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin bão gần Biển Đông. Hiện nay, một cơn bão có tên quốc tế Sarika đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines. Hồi 13 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc, 126 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 500 km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 11, cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc, 123,7 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 230 km về phía đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km, vượt qua đảo Luzon vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 16 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông, trên khu vực biển phía đông bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Do ảnh hưởng của bão, từ sáng ngày 16 tháng 10, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật trên cấp 12, Biển Đông dữ dội. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Thời tiết khu vực Quảng Bình trong 24 giờ tới có mưa to đến rất to, vùng biển có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Trong cơn dông, cần đề phòng xảy ra gió giật mạnh. Bây giờ là những thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 14 ngày 15 tháng 10. Khu vực miền núi nhiều mây, đêm có mưa to đến rất to và dông, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm 95 đến 99%. Khu vực đồng bằng ven biển nhiều mây, đêm có mưa to đến rất to và dông, ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh,
gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm 90 đến 99%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, đêm có mưa to đến rất to và dông, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió bắc đến đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm 90 đến 98%. Dự báo thời tiết biển có mưa và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 2 đến 4 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 m. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 10, nhiều mây, đêm có mưa mưa vừa, ngày có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ, độ ẩm 90 đến 99%. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là bản tin thể thao.